Cái đèn không? Chung hết thì đi riêng. Chị bé này đi riêng rồi. Thời gian ông ngồi ông chuyển khoản không được hả? Ông muốn chịu đắp mạc luôn hả? Dạ, mọi người thấy chị nữa em mà. Mai ngày nay ít chị xe chứ không chết. Mọi người bán liền chứ đây không có thay bóp luôn. Thank you.
cười gì đâu. Mẹ tao mò lên lâu mấy. Mẹ tao mò lên lâu chắc. Chưa làm được. Mò làm gì? Mò đây. Còn người nữa. Người đâu? Đó. Cái chị bé mua đó nặng không mà anh? Mà đi làm thôi. Chị bé mày nặng cái chiếu đèn không? Mặc chiếu đèn không chứ? Người ta mặc chiếu đèn không? Tao không còn thấy cắt luôn. Tao hỏi không? Hôm nay đi chuyển nhà, ngoài xà tao có, tao hỏi chuyển nhà. Chị bé mình của mình là như nặng thôi, em nặng thôi phải không em? Có chị. Nhưng mà thôi bệnh như em nặng mụn thôi. Em rồi. Em tuần sau em có đi tiếp á. Em nhiều quá. Em mới đi người 2 tuần trước rồi. Giờ không có thời gian đi. Mụn của em xong nó lì quá. Nhiều mà lì á. Mừng hứa bọn em nhờ mới vô cho lòng đùn ngừ luôn lòng kịp lòng cái nhớ nghề luôn chi luôn. Chị nói là cái thuốc nó thuốc bơ em nghe chị. Thế là có tác dụng chi hay là cách dùng? Đấy là tác dụng của hắn. Chị muốn đi thăm. Thế là đảm bảo hết chứ hả? Thì nó đỡ từ từ chứ. Mới điều kiện mình phải xuyên dùng nữa, phải xuyên đi lấy mụn nữa. Thế là hắn dùng hắn đãi mụn này nhá. Nó gom cầu lại nè. Nó gom lại thôi, ví dụ như mụn em mà có mấy mụn nước nước không kìa. Nó gom khô lại mà nè, nó đỡ đau hơn nha. Lấy thì hết luôn. Cộng đồng nó đã hấp phục với lại mừng. Thì có ngày này mình quyết tâm cho khách vui như ngày nay. Đây gần kể rồi nè. Một mình na cô đơn. Thâu nào lâu. Sao đợt chiều đi nhậu thôi. Qua 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 chợ đi ạ. Ok. Giờ tiền.
Như à, hình như con Hậu. Hình như còn ở đây chị. Thằng ca đi em. Em nghỉ 2 ngày, em ngủ 2 ngày. Vật quá. Em chuẩn bị hưởng thụ thêm nay. Em phải chuẩn bị hưởng thụ thêm nay. Chưa xin mình. Chưa xin cái nội ấy. Em mới xin tiếp. Đang mua em cũng chuẩn bị xin đó. Tuần này đúng không? Tuần sau nhé. Tuần này chắc là tuần tới đấy. Em đi chủ nhật rồi. Thì tự nhà mình nói với chị chứ là mình sản xuất là mẹ. Dạ. Chơi cũng được chứ. Thì như nó đấy. Tinh tinh rồi chứ. Chắc là...